Chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sắc màu cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trong các chương trình Sắc màu cuộc sống thì chúng tôi thường giới thiệu tới quý vị và các bạn những thú vui, những đam mê về văn hóa, xã hội và nghệ thuật. Thế nhưng ngày hôm nay quý vị và các bạn có biết là Ngọc Linh sẽ đem đến cho quý vị và các bạn điều thú vị gì không ạ? Vâng, đó chính là chúng tôi sẽ giới thiệu và sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những kiến thức để thực hiện những món ăn rất là đặc sắc đang có mặt tại nhà hàng 288 khu Hồ Điều Hòa Xương Rồng. Và với sự hướng dẫn của đầu bếp Thân Văn Huấn tại nhà hàng thì ngày hôm nay quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng dành thời gian cùng với Ngọc Linh và đầu bếp Thân Văn Huấn, chúng ta cùng khám phá cách làm những món ăn đặc sắc nhé. Xin chào đầu bếp Thân Văn Huấn, không biết là ngày hôm nay thì anh sẽ giới thiệu tới các quý vị khán giả của truyền hình Thái Nguyên món ăn nào ạ? Hôm nay mình sẽ giới thiệu với Ngọc Linh và các bạn xem truyền hình, hôm nay nhà hàng 288 sẽ giới thiệu với các bạn món cá hóa thạch, gồm có nguyên liệu gồm có cá, quả và đặc sản của Thái Nguyên đó là lá trà xanh và muối dưới bạc. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn Ngọc Linh và cùng các bạn xem truyền hình một món khá nổi tiếng của nhà hàng. Xin mời quý vị các bạn theo dõi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ là nghe cái tên thôi là chúng ta đã thấy hấp dẫn rồi. Đặc biệt là nguyên liệu để chế biến món cá này lại còn có cả lá trà xanh nữa đúng không ạ? Quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng với Ngọc Linh tham gia trải nghiệm cách làm món ăn này nhé. Thì con cá quả ở đây thì mình đã sơ chế sẵn rồi, thì bỏ mang và bỏ mật, bỏ ruột. Thì lá trà xanh các bạn rửa sạch ra vườn hái rất nhiều, thì các bạn vò qua một chút thì cho vào trong bụng sẽ khử mùi tanh của cá. Lá trà xanh này chúng ta sẽ cần độ khoảng bao nhiêu, số lượng là bao nhiêu ạ? Lá trà xanh này thì mình khoảng 100g là cho một con cá, khoảng 1 cân 2 là đủ. Muối đây các bạn dùng 1 cân đến 1 cân rưỡi. Các bạn cứ nhét vào trong bụng cái nào. Muối này các bạn trộn đều nước vào sau đó đắp lên cá. Được em. Ngoài muối thì hình như chúng ta còn có một cái nguyên liệu nữa đó là bột phải không ạ? Tạo sự kết dính trong muối thì nó bị khô mất khi nó không bám được cá. Yêu cầu về cái màu sắc của món ăn sau khi hoàn thành thì nó phải như thế nào ạ? Thì con cá thì cái muối này thì nó chín cá, một muối vàng. Thì cái cá yêu cầu của món này là con cá nó chín và cái thịt của con cá nó còn độ ngọt và độ dai. Thì các bạn sẽ hôm nào qua 288 thì sẽ thử món này, sẽ cảm nhận được cái hương vị của hải sản và một chút riêng của Thái Nguyên, đó là lá trà xanh. Vâng, Ngọc Linh nghĩ rằng tất cả các quý vị khán giả khi theo dõi chương trình Sắc màu cuộc sống ngày hôm nay thì vừa được trải nghiệm cách làm món cá, cũng có thêm kiến thức để làm món ăn này. Thế nhưng không gì bằng cách là chúng ta trước khi chúng ta làm, chúng ta đã thưởng thức cái món ăn này tại nhà hàng 288 trước khi chúng ta trực tiếp thực hành cái món ăn này tại nhà đúng không ạ? Thực ra món này thì cũng rất đơn giản thôi, không phức tạp. Sau khi xem chương trình này thì mình cũng hy vọng được các bà các mẹ nội trợ sẽ thực hiện được, không phức tạp lắm món này. Cái này thì nó cũng sẽ cầu kỳ về thời gian hơn các món bình thường một chút. Để thực hiện món ăn này, Ngọc Linh nghĩ rằng chúng ta cần phải có cái lò nướng to đúng không ạ? Chỉ cần có cái than nướng là được thôi. Than thì mình sẽ nướng khoảng 50 phút đến 1 tiếng. Xong con cá nó sẽ chín. Khi ta đắp muối xong rồi thì ta cuốn giấy bạc lại, đem đi ra bếp than nướng khoảng 50 phút đến 1 tiếng.
Vậy là chúng ta sẽ phải mất 50 phút, chúng ta sẽ phải mất 50 phút đến 60 phút để có thể làm chín con cá này. Vậy thì không biết là trong khoảng thời gian mà chờ nướng cá thì đầu bếp Thân Văn Huấn có giới thiệu món ăn nào tới các quý vị khán giả của chúng ta nữa không ạ? Sẽ hướng dẫn các bạn một món nữa cũng nổi tiếng của nhà hàng 288, đó là món nộm hải sản Đông Tuyết. Mùa hè nóng nực thế này thì chúng ta sẽ thưởng thức món nộm cũng như hải sản, nó sẽ rất là mát. Hôm nay nhà hàng 288 sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một món làm mát trong mùa hè, đó là nộm hải sản nấm tuyết. Nguyên liệu của chúng ta gồm có ở đây là nấm tuyết và tôm, mực. Thì nấm tuyết chúng ta ở đây chúng ta sẽ ngâm khoảng 15 đến 20 phút. Ở đây thì tôi đã ngâm sẵn cho các bạn rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ chờ nước sôi. Nước sôi rồi thì chúng ta sẽ trần qua. Nước sôi trần qua nấm tuyết khoảng 2 phút thì nấm tuyết chín rồi, chúng ta cho vào nước đá, một chậu nước đá. Ok, chúng ta trần nấm tuyết xong thì chúng ta sẽ quay sang trần tôm. Đấy, tôm và mực của chúng ta sẽ luộc chín. Đấy, tôm chúng ta bóc vỏ bỏ đầu, chúng ta khía đôi con tôm ra. Mục đích ra khía đôi ra để các bạn ăn vừa miếng, hay để cho ngấm gia vị. Mực chúng ta trần qua thì chúng ta sẽ khứa thêm vẩy rồng cho nó đẹp. Đấy, chúng ta thái xong thì cho vào nấm tuyết. Đấy, củ đậu chúng ta sẽ cho lẫn vào. Sau khoảng thời gian hướng dẫn các bạn thực hiện món nộm hải sản nấm tuyết tại nhà hàng 288 thì mình cũng mong các bạn cùng các bà các mẹ nội trợ sẽ thực hiện thành công một món mát cho mùa hè. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi khi đứng ở phía bên ngoài bàn sơ chế của đầu bếp Thân Văn Huấn thì chắc hẳn là tất cả quý vị cũng như giống như Ngọc Linh đã được xem đầu bếp Thân Văn Huấn hướng dẫn cách chế biến món nộm hải sản nấm tuyết. Còn bây giờ Ngọc Linh muốn mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đi thăm không gian của nhà hàng 288 để chúng ta có thêm một địa chỉ tham khảo dành cho những buổi party nhỏ, sinh nhật, gặp gỡ bạn bè hay là họp lớp. Một lần nữa xin cảm ơn đầu bếp Thân Văn Huấn đã dành thời gian để hướng dẫn các quý vị khán giả truyền hình Thái Nguyên thực hiện các món ăn đặc sắc tại nhà hàng. Của chúng tôi hướng đến mọi đối tượng khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến những món ăn đậm đà, bản sắc Việt Nam, ngon, lạ. Đặc biệt là những nguyên liệu của chúng tôi chọn từ những vùng mang thực phẩm sạch, chất lượng. Bên cạnh đó thì giá cả rất là hợp lý.